Chào mừng các em đến với môn tập đọc Bác sĩ sói. Mục tiêu của bài học hôm nay là đọc trôi chảy lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ dài, biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng các nhân vật, hiểu các từ ngữ khó và hiểu nội dung bài. Các bạn cùng quan sát vào bức tranh. Chúng ta sẽ thấy có một con ngựa đang đá tung một con sói đang mặc bộ đồ bác sĩ lên trời. Vậy để xem chuyện gì đã xảy ra, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tập đọc bài Bác sĩ sói. Các bạn cùng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Bác sĩ sói thấy ngựa đang ăn cỏ, sói thèm rõ rãi, nó toan xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ theo chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Sói đến gần, ngựa mới phát hiện ra, biết là cuốn lên thì chết. Ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành bảo: bên xóm mời ta sang khám bệnh, ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh ta chữa giúp cho. Ngựa lễ phép: cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá, ông làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu. Sói đáp: chà chà, chữa làm phúc, tiền với nông gì, đau thế nào, lại đây ta xem. Đau ở chân sau ấy ạ, phiền ông xem giúp. Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng rất sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau, bờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngựa, bốn cẳng hôi giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Theo La Fontaine, Huỳnh Lý Dịch. Các em đã vừa được nghe cô đọc bài. Trong bài này có một số từ ngữ mới, các em cùng chú ý lên. Từ thứ nhất, khoan thai. Khoan thai có nghĩa là thong thả, không vội vã. Từ thứ hai, phát hiện, có nghĩa là nhận ra, tìm ra. Từ thứ ba, bình tĩnh, có nghĩa là không sợ hãi, nóng vội. Từ thứ tư, làm phúc, có nghĩa là giúp người khác, không lấy tiền của. Từ tiếp theo, đá một cú trời giáng, có nghĩa là các em cùng nhìn lên bức tranh, các em đã thấy có một chú ngựa vằn đang đá lên mặt một chú sư tử, rất là đau, rất là mạnh. Đá như vậy người ta gọi là đá một cú trời giáng, có nghĩa là đá một cái rất mạnh. Thèm rõ rãi, có nghĩa là các bạn cùng quan sát vào bức hình. Các bạn sẽ thấy mình đang suy nghĩ đến những món ăn rất là ngon mà mình chưa được ăn, thì mình cảm thấy rất là thèm. Người ta gọi là thèm rõ rãi, có nghĩa nghĩ đến món ăn ngon, thèm đến nỗi nước bọt trong miệng ứa ra. Nhón nhón chân, có nghĩa là hơi nhấc cao gót, chỉ có đầu ngón chân chạm đất. Đây là một số từ ngữ mới trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập từ khó trong bài. Trong bài tập đọc ngày hôm nay có một số từ khó sau. Các bạn cần chú ý nghe cô đọc để mình đọc theo, để mình đọc bài cho đúng.
Từ thứ nhất, rõ giải. Các bạn chú ý cho cô Thanh hỏi và Thanh ngã. Từ thứ hai, cuốn lên. Các bạn chú ý cho cô Vần Uông trong tiếng cuốn. Từ thứ ba, lễ phép. Các bạn chú ý cho cô Thanh ngã trong tiếng lễ. Từ thứ tư, mũ. Các bạn chú ý Thanh ngã trong tiếng mũ. Khoan thai. Các bạn chú ý cho cô Vần Oan trong tiếng khoan. Bác sĩ. Các bạn chú ý cho cô Thanh ngã trong tiếng sĩ. Vỡ tan. Các bạn chú ý cho cô Thanh ngã trong tiếng vỡ. Dở trò. Các bạn chú ý cho cô Thanh hỏi trong tiếng dở. Giả giọng. Các bạn chú ý cho cô Thanh hỏi trong tiếng giả. Bật ngửa. Các bạn chú ý cho cô Vần ưa Thanh hỏi trong tiếng ngửa. Áo choàng. Các bạn chú ý cho cô Vần oan trong tiếng choàng. Cô mời các bạn cùng đọc lại các từ khó theo cô. Rõ giải. Cuốn lên. Lễ phép. Mũ. Khoan thai. Bác sĩ. Vỡ tan. Dở trò. Giả giọng. Bật ngửa. Áo choàng. Đây là một số từ khó đọc trong bài. Các bạn cần rèn đọc nhiều lần để mình đọc cho đúng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc một số câu dài. Trong bài này có một câu dài. Các bạn chú ý. Gạch một gạch, chúng ta sẽ ngắt hơi. Gạch hai gạch, chúng ta sẽ nghỉ hơi. Các bạn nghe cô đọc. Nó bèn kiếm một cái kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ theo chữ thập đỏ chụp lên đầu. Các bạn hãy đọc lại nhé. Chúng ta đã được luyện đọc một số từ khó, đã biết được nghĩa một số từ mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua chia đoạn cho bài tập này. Bài này chúng ta được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến tiến về phía ngựa. Đoạn 2, từ sói đến gần cho đến phiền ông xem giúp. Và đoạn 3 là phần còn lại. Các bạn hãy cùng nhau rèn đọc từng đoạn nhé. Các bạn đã được rèn đọc, đã biết một số từ mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần tìm hiểu bài. Chúng ta cùng vào câu hỏi số 1. Câu 1. Từ ngữ nào diễn tả sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa? Để trả lời được câu hỏi này, mời các em cùng đọc đoạn số 1. Các em hãy dừng video lại, đọc bài và tìm ra câu trả lời nhé. Và đây là câu trả lời của cô. Từ ngữ diễn tả sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa là sói thèm rõ rải. Bây giờ chúng ta cùng qua câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Sói làm gì để lừa ngựa? Các em cùng suy nghĩ và trả lời nào. À, để biết sói đã làm gì để lừa ngựa, các em hãy cùng đọc lại đoạn sau. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ theo chữ thập đỏ chụp lên đầu. Vậy, sói đã làm gì để lừa ngựa? Và đây là câu trả lời của cô. Sói đã đóng giả làm bác sĩ đang đi khám bệnh để lừa ngựa. Các
các em đã vừa trả lời được câu hỏi số 2 và đã biết được rằng sói đã giả làm bác sĩ để lừa ngựa. Vậy để xem ngựa xử lý như thế nào, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi số 3. Ngựa đã bình tĩnh giả đau như thế nào? Để trả lời được câu hỏi số 3, mời các em cùng đọc lại đoạn số 2 trong bài. Các em hãy dừng video lại để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Các em cùng theo dõi đáp án của cô xem có giống của các em không nhé. Ngựa đã bình tĩnh, giả đau. Như thế nào là? Khi phát hiện ra sói đang đến gần, ngựa biết là cuống lên thì chết, liền bèn giả bộ đau cái chân sau, lễ phép đáp lời bác sĩ sói, khám giúp cho. Chúng ta đã vừa trả lời xong câu hỏi số 3, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang câu hỏi số 4. Câu 4, tả lại cảnh sói bị ngựa đá. Mời các em cùng đọc lại đoạn số 3 để mình tả lại cảnh sói bị ngựa đá nhé. Các em hãy dừng video lại, chúng ta bắt đầu suy nghĩ và trả lời câu hỏi nào. À, các bạn thấy đó, cảnh sói bị ngựa đá là thấy ngựa rên rỉ đau chân và nhờ khám bệnh, sói mừng lắm, tưởng đã lừa được ngựa. Nó bèn mon men lại phía sau ngựa, định đớp sâu vào đùi ngựa. Chẳng ngờ ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, nên vừa thấy sói cúi xuống đúng tầm, ngựa liền tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngửa, bốn cẳng hôi giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Các bạn thấy ngựa có giỏi không nào? Chúng ta cùng qua câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 yêu cầu chọn tên khác cho truyện theo gợi ý dưới đây và giải thích tại sao. A. Sói và ngựa. B. Lừa người lại bị người lừa. C. Anh ngựa thông minh. Các em hãy dừng video lại, chúng ta hãy suy nghĩ và chọn một cái tên thật là thích hợp cho câu chuyện của mình và phải giải thích được tại sao mình lại chọn tên cho câu chuyện là như vậy nhé. Các bạn cùng chú ý nè, nếu các bạn chọn câu A, sói và ngựa, tại vì sói và ngựa là tên của hai nhân vật của câu chuyện, thể hiện được cuộc đấu trí giữa hai nhân vật. Nếu các bạn chọn câu B, lừa người lại bị người lừa, tên này cũng đúng vì tên ấy thể hiện được nội dung chính của câu chuyện. Câu C, anh ngựa thông minh, nếu các bạn chọn câu C thì chúng ta có thể giải thích chọn anh ngựa thông minh vì đó là tên của nhân vật đáng được ca ngợi trong truyện. Các em có thể lựa chọn một tên nào đó phù hợp cho câu chuyện của mình vừa học nhé. À, các em thấy đấy, qua bài tập đọc bác sĩ sói thì qua câu chuyện ta thấy sói lừa ngựa không thành, lại bị ngựa dùng mưu trí lại. Tác giả khuyên chúng ta hãy bình tĩnh đối phó với những kẻ độc ác, giả nhân, giả nghĩa. Và đây vậy là chúng ta đã vừa học xong bài tập đọc bác sĩ sói. Và đây là nội dung của bài học. Sói gian ngoan bày mưu tính kế định lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị ngựa thông minh dùng mưu trị lại. Qua bài học ngày hôm nay, cô có một số dặn dò sau. Các bạn hãy luyện đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi của bài tập đọc mình đã học. Các bạn có thể tự phân vai để đóng lại câu chuyện bác sĩ sói theo lời của nhân vật nhé. Tạm biệt các bạn.